Tôi mới vào đầu tư bất động sản thì tôi nên làm mô hình gì? Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến, là một chuyên gia đào tạo về bất động sản. Tôi có sở hữu đảo tư nhân, sở hữu khách sạn. Hiện tại thì tôi đang xây các cái tòa nhà chung cư căn hộ để bán. Tôi may mắn đào tạo cho hơn 250.000 người từ năm 2012 và hiện tại có hơn 1,2 triệu người follow tôi ở trên mạng xã hội về cái lĩnh vực đầu tư. Đây có thể là một câu hỏi của khá là nhiều bạn. Đặc biệt nếu bạn chưa thành công, chưa kiếm được tiền với đầu tư, một số bạn khác chưa có cái chiến lược đầu tư rõ ràng, thì đây sẽ là cái bài học hữu ích dành cho bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 cái mô hình đầu tư ở trong bất động sản mà bạn có thể chọn ra 1-2 mô hình để kiếm tiền. Mô hình số 1, mua đất xây nhà bán. Tôi có những bạn học viên, bạn ấy chia sẻ với tôi, ví dụ năm vừa rồi là em bán được 10 cái căn nhà với cái tầm tiền là dưới 5 tỷ đồng ở trung tâm thành phố của bạn ấy, là ở một tỉnh thành. Có một bạn khác thì ở trung tâm thành phố là Hà Nội, và có chia sẻ với tôi là năm vừa rồi thì chúng em chỉ bán được 6 căn thôi, nhưng cái tầm tiền của bọn em là dưới 20 tỷ đồng. Bọn em mua đất, bọn em xây nhà, bọn em bán. Thì tại sao cái mô hình này trong nhiều trường hợp thì bạn lại kiếm được tiền? Bởi vì ở đây là bạn có đem lại giá trị ở trên thị trường. Những người mua cái tài sản đó thì tiết kiệm được thời gian, công sức, họ không phải xây nhà. Và nếu như cái nhà của bạn mà nó thiết kế đẹp rồi xây dựng chắc chắn thì bạn có thể kiếm được thêm tiền từ cái việc đó, là không chỉ ở tiền đất mà còn ở cái tiền xây dựng. Và phần tiền đất bạn có lợi thế vì bạn mua được giá rẻ, bạn chọn được cái vị trí tốt hơn người khác. Phần xây dựng nhờ bạn biết tối ưu và bạn kiếm được tiền. Thì mô hình mua xây bán là một sự lựa chọn. Mô hình này có thể đem lại lợi nhuận cho bạn từ 15, 20 cho đến 30% trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm. Mô hình số 2, quản lý cho thuê. Tôi ví dụ, tôi có những bạn học viên, cái giai đoạn vừa rồi suy thoái kinh tế thì các bạn ấy không có làm được cái bất động sản vendor nữa, mà bạn ấy phải chuyển sang đi làm quản lý cho thuê, tức là thuê nhà rồi cho thuê lại. Thì có những cái nhà trong trung tâm các bạn ấy set up đồ đạc căn hộ đó, gọi là căn hộ dịch vụ, và cho thuê lại thì cũng rất là nhanh. Có những bạn bây giờ cũng quản lý 100-200 phòng, thậm chí có những bạn làm ở những cái thị trường ở các cái tỉnh xa, thậm chí như Tuyên Quang, Bắc Giang cũng làm được 200-300 phòng. Cái công cụ quản lý cho thuê này đó là một cái cứu cánh cho rất là nhiều bạn bây giờ phải tạo ra một cái dòng tiền để có một cái nguồn thu nhập. Cái mô hình số 3, đầu tư bất động sản vendor. Thế thì cách đây khoảng 4 tháng thì tôi có một bạn học viên chia sẻ với tôi là nhờ được tôi hướng dẫn tư vấn thì bạn ấy kiếm được một cái khoản tiền là 320 triệu đồng nhờ cái việc là đi mua và bán 8 cái nền đất, mua rẻ và sau đó thì cũng bán rẻ. Ở trong cái phần vendo thì có những cái gọi là vendo gần và có những cái gọi là vendo xa. Có những cái vị trí ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, vendo gần hiện nay cũng rất là thanh khoản, gần các tuyến đường ví dụ như là vành đai. Tôi chia sẻ bạn đây là một cái gợi ý để bạn có thể đầu tư. Mô hình thứ tư đó là mua nhà sửa rồi bán. Đây là những cái tài sản mà nằm ở trong trung tâm, ngân hàng có thể giải ngân cho bạn ngay khi bạn đầu tư. Ưu điểm của nó đó là đôi khi bạn đặt cọc, bạn có thể sang tay cho người khác, bạn sửa chữa một chút và bạn có thể có lợi nhuận nhiều trăm triệu đồng hoặc nhiều tỷ đồng. Tôi ví dụ như là em gái tôi làm kinh doanh thời trang là chính. Thế nhưng mà cách đây vài tháng thì tôi cũng hỏi là thế dạo này có kiếm thêm tiền từ cái việc đầu tư không? Thế và em gái tôi có chia sẻ là nó vẫn mua nhà sửa bán và mỗi căn nhà nó kiếm khoảng độ vài trăm triệu đồng. Đây cũng là một cái công cụ rất là tốt. Công cụ này thường áp dụng làm trong trung tâm thì nó đảm bảo cho bạn cái tính thanh khoản. Mô hình thứ năm đó là làm môi giới, mở văn phòng và mở sàn phân phối. Thế tôi xin chia sẻ với bạn cái câu chuyện thực tế. Tức là tôi có những anh học viên làm môi giới tâm sự với tôi là vừa rồi anh ấy bán được khá là đều tay những cái căn nhà vài chục tỷ nằm trong phố cổ, và cho thuê nhà thì mỗi tháng anh ấy cho thuê được một căn nhà. Có những bạn thì chia sẻ với tôi là nhờ marketing ở trên TikTok bán được 5 đến 7 lô đất trong một tháng. Có những bạn thì chia sẻ với tôi là làm môi giới và bán được 1 đến 2 căn hộ trong một tháng. Và có những bạn khoe với tôi là có những cái thương vụ là kiếm được 500 triệu đồng tiền hoa hồng. Và tôi không hề bất ngờ về những điều đó bởi vì tôi đã từng chi trả cái tiền môi giới. Ví dụ có những bạn bán cho tôi cái tài sản hơn 80 tỷ và tôi chi trả cái tiền môi giới là hơn 4 tỷ đồng. Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn, đây có thể là một cái công cụ kiếm tiền dành cho nhiều bạn. Ví dụ như câu chuyện mà 4 tỷ đồng vừa nãy là bao gồm là 2 tỷ tiền môi giới và 2 tỷ là tiền các bạn đi bán chênh. 4 tỷ đồng này thì chia cho 3 người, như vậy mỗi bạn được khoảng hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là cái công cụ số 5. Mô hình thứ 6 mà bạn có thể kiếm tiền trong bất động sản với một bạn mới đó là mô hình về bất động sản dòng tiền. Tôi có bạn học viên mà tôi coaching, bạn chia sẻ là cái năm vừa rồi thì các bạn đi làm cái phân khúc bất động sản dòng tiền từ 15 tỷ cho đến 30 tỷ và bạn ấy bán được 20 căn nhà trong năm vừa rồi. Thì những cái tài sản mà không bán được thì các bạn ấy cứ khai thác thu tiền cho thuê một tháng 5, 6, 7, 100 triệu tùy vào từng tài sản. Đây là một cái mô hình an toàn cho nhiều bạn mới bắt đầu. Mô hình thứ 7 đó là đầu tư bất động sản của chủ đầu tư. Tôi ví dụ như là tôi mua một cái tài sản của chủ đầu tư là một cái căn biệt thự, thế và trong vòng 4 năm thì nó tăng lên được là 2,5 lần. Thế và tôi thấy là thực tế thì 90% hiện nay rất nhiều nhà đầu tư mất tiền khi mua tài sản của chủ đầu tư. Họ bị gặp rắc rối về vấn đề về pháp lý, họ mua những cái dự án mà cái nguồn cung nó rất là dồi dào và sau đó là mua xong là phải bán cắt lỗ, họ mua không đúng thời điểm, vân vân. Tuy nhiên bạn hãy học hỏi để tiến vào top 10% những cái nhà đầu tư chiến thắng trong cái việc mà đi đầu tư bất động sản của chủ đầu tư. Mô hình số 8
đó là lập dự án 1/500. Ví dụ hiện nay chúng tôi đang làm những cái dự án ở một cái mảnh đất 1 hecta thì xây 3 tòa căn hộ chung cư bán, mỗi tòa khoảng hơn 300 căn. Hay ví dụ một cái khu đô thị khoảng 28 hecta. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn là một người có tài chính tốt và bạn đã có nhiều trăm tỷ đồng hoặc nhiều ngàn tỷ đồng trở lên, bạn có thể bắt đầu đi vào cái mô hình số 8, lập dự án 1/500. Bạn sở hữu những cái tòa nhà xây bán, bạn sở hữu những cái khu dân cư, khu đô thị, sở hữu những cái gọi là bất động sản cụm công nghiệp hay là khu công nghiệp. Thì đó là cái mô hình số 8. Thì tôi tóm tắt lại có 8 cái mô hình bất động sản khi mà bạn bước vào trong cái việc đầu tư. Chúng ta còn nhiều cái mô hình khác, tuy nhiên bạn phải phân tích bản thân mình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phân tích thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích các cái chu kỳ về kinh tế, về chính trị, về bất động sản, và bạn hãy chọn cho mình cái mô hình nó phù hợp. Cái sai lầm của nhiều người là họ không có cái chiến lược đầu tư và không có biết những cái mô hình đầu tư phù hợp với mình. Đôi khi họ sai lầm, họ mua, họ cứ chờ đợi để nó tăng giá. Điều thứ hai đó là một số người bị mắc kẹt một cái mô hình nào đó mà không chịu học hỏi để tiến sang làm cái mô hình khác, và họ bị mắc kẹt trong vòng 3 năm, 5 năm, 10 năm. Ví dụ có những bạn cứ làm môi giới mà không học hỏi để tiến sang đầu tư, có những bạn thì cứ đi làm thuê cho thuê lại và không học hỏi để tiến sang những cái về bất động sản, dòng tiền, vân vân. Nếu bạn thấy những cái bài học này giá trị và hữu ích thì hãy chia sẻ hoặc là tag tên cho ai đó đang cần. Và sắp tới tôi sẽ tổ chức một cái lớp học có tên là Trí tuệ đầu tư 6.0, và đây là một lớp học 3 ngày nói về một là đầu tư bất động sản, hai là đầu tư chứng khoán, và ba là xây dựng doanh nghiệp. Và lớp học này thì tôi đã cập nhật thêm rất là nhiều cái nội dung mới. Nếu như mà bạn đang có 500 triệu đến 500 tỷ đồng, câu hỏi là bây giờ có nên đầu tư hay không? Nhận định thị trường năm 2024 của bất động sản sẽ như thế nào? Cái thứ hai ở đây với một số bạn đó là bạn biết là 80% nhà đầu tư đang gặp khó khăn, thì điểm sáng của thị trường hiện nay là gì? Điều thứ ba đó là nếu như bạn đang chưa có chiến lược đầu tư thì 5 cái bí quyết đầu tư để có lợi nhuận cao là gì? 6 cái mô hình đầu tư bất động sản kiếm tiền hiệu quả là gì? Tiếp theo đó là bạn đang muốn đi mua tài sản thì làm thế nào để có thể tìm được cái cơ hội mua được rẻ hoặc là tránh được cái rủi ro? Điều số 6 là luật đất đai thì mới sửa đổi, tuy nhiên thì vận dụng để cho bạn kiếm tiền thì sẽ như thế nào? Nội dung số 7 bạn sẽ được học ở trong lớp học đó là 95% nhà đầu tư chứng khoán thì bị mất tiền, làm thế nào để bạn có thể lọt vào top 5% và đầu tư một cách là thành thơ hơn. Nội dung số 8 đó là nếu như doanh nghiệp của bạn đang khó khăn, doanh thu sụt giảm thì 4 cái giải pháp dành cho doanh nghiệp là gì? Nội dung số 9, bạn đã làm doanh nghiệp 5 năm đến 10 năm rồi mà không có sự đột phá, làm thế nào để 1 năm của đầu tư bằng 5 năm đến 10 năm của làm doanh nghiệp? Nội dung số 10 mà bạn sẽ được học đó là bạn đã tham dự rất nhiều cái khóa học làm giàu, kinh doanh và đầu tư rồi nhưng mà chưa thành công, cái giải pháp chiến lược ở đây là gì? Và nội dung thứ 11, bạn đang đi tìm những cái thông tin, những cái cơ hội, những cái ý tưởng mới để có cái cảm hứng để hành động. Trong lớp học Trí tuệ đầu tư 6.0 3 ngày này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 11 cái nội dung vừa rồi. Giá trị của cái khóa học đặc biệt này là 2.990.000. Tuy nhiên thì tôi muốn có một cái quà tặng dành cho bạn. Và 50 bạn đăng ký đầu tiên, bạn nhanh tay đăng ký đầu tiên thì sẽ được tặng miễn phí cái lớp học này. Và đây là một cái lớp học đã có từ năm 2012 với hơn 250.000 người tham dự. Tôi may mắn đã kiếm được nhiều triệu đô la trong việc đầu tư bất động sản và đầu tư cổ phiếu cũng như là cái việc xây dựng doanh nghiệp. Vì thế tôi rất là mong muốn được chia sẻ với bạn những cái bài học này. Hãy bấm ngay vào nút đăng ký ở phía bên dưới để nhận vé miễn phí. Hãy bấm ngay vào nút đăng ký bên dưới. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình.